Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Điểm tin bóng đá. Kính thưa quý vị và các bạn, trong khi rất nhiều người hâm mộ bóng đá Malaysia và các đơn vị truyền thông của nước này chỉ trích quả penalty của Văn Toàn, thì một quan chức cao cấp của Liên đoàn bóng đá Malaysia lại có một góc nhìn khác. Cụ thể là Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia ông Mohd Yusof mới đây đã đồng ý trả lời truyền thông về tình huống Văn Toàn ngã giúp cho tuyển Việt Nam có penalty trước Malaysia ở phút 82 trong trận đấu vừa qua. Nhiều người nói đó là một quả 11m. Với tôi, nếu bạn nhìn Brendan Gan khi trọng tài thổi phạt thì anh ấy đã khuỵu xuống. Điều đó với tôi có nghĩa là Gan đã có tác động. Nhưng tác động đó có đủ để phạm lỗi hay không thì tôi chưa thể bình luận. Nhưng phản ứng thất vọng của Brendan Gan khi bị thổi phạt nó cho thấy anh ấy biết mình đã mắc sai lầm. Chúng tôi vẫn sẽ xem xét tổng thể để xác định là có khiếu nại hay không. Các chuyên gia của chúng tôi sẽ đánh giá. Nếu thấy cần thiết, chúng tôi sẽ gửi khiếu nại. Nhận định của ông Mohd Yusof là rất công bằng cho cả đôi bên. Trong khi đó thì sáng ngày hôm qua, khi nói về tình huống Văn Toàn ngã thì cựu còi vàng Dương Mạnh Hùng đưa ra góc nhìn của mình và ông cho rằng trọng tài Sato thổi 11m cho Việt Nam là chính xác. Ngay cả sau khi bị nhận quả penalty thì các cầu thủ Malaysia cũng không gây nhiều áp lực lên trọng tài để phản đối. Điều đó có nghĩa là họ đã chấp nhận quyết định của trọng tài người Nhật, ông Sato. Thưa quý vị và các bạn, có một chi tiết khá thú vị, đó là sau trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia kết thúc, đó là việc một người hâm mộ Việt Nam đã lừa người hâm mộ Malaysia một vố đau. Cụ thể là một người hâm mộ Việt Nam đã đoán trước được việc người hâm mộ Malaysia sẽ đổ xô đi tìm trang Facebook cá nhân của trọng tài chính, điều khiển trận Việt Nam và Malaysia để trút giận sau quyết định thổi penalty cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Theo đó thì người hâm mộ Việt Nam này đã lập ra một trang cá nhân giả mạo trọng tài Sato. Và đúng như dự đoán, hàng trăm ngàn người dùng mạng xã hội ở Malaysia đã đổ vào một fanpage trên Facebook có tên là Ruiji Sato để tổng xì vả sau trận thua Việt Nam cho bõ tức. Khá hài hước là trang Sato Fake sau đó đã liên tục đưa ra dẫn chứng thanh minh cho pha ngã của Văn Toàn là ăn vạ. Và điều này đã nhận được hàng ngàn bình luận tỏ vẻ bực tức đến từ người hâm mộ Malaysia. Tiếp tục thông tin về trận thắng của Việt Nam trước Malaysia thì tờ báo Thái Lan là Share Sport cho rằng các cổ động viên của chúng ta đã tan nát khi Việt Nam sắp vào vòng loại cuối cùng World Cup. Tờ Share Sport đăng tải bài viết chia sẻ về phản ứng của truyền thông Thái Lan khi chứng kiến Việt Nam đánh bại Malaysia. Chiến thắng sát nút của Việt Nam trước Malaysia giúp cho thầy trò huấn luyện viên Park đã bước một tiếp nữa trước cơ hội giành vé vào vòng loại cuối cùng. Tờ Share Sport của Thái Lan có bài viết phản ánh tiếng nói của người hâm mộ Thái Lan. Tờ này thông tin, người hâm mộ trên các phương tiện truyền thông đã tan nát khi chứng kiến Việt Nam chuẩn bị lọt vào vòng 12 đội cuối cùng của vòng loại World Cup. Điều này cho thấy Việt Nam đã vượt qua chúng ta đang sa sút từng ngày. Trong bài viết thì tác giả nói thêm, thời gian gần đây, người hâm mộ bóng đá Thái Lan đã bày tỏ ý kiến một cách quá khích trên mạng xã hội về thành tích của tuyển Việt Nam. Trong khi Thái Lan đã bị loại sớm và phải thắng trận đấu cuối cùng với Malaysia để giành vé dự vòng loại Asian Cup, hầu hết các ý kiến đều tập trung vào trách nhiệm của Liên đoàn bóng đá Thái Lan. Bên cạnh đó, một người còn cho rằng bóng đá Thái Lan đang bước vào thời kỳ suy thoái. Việt Nam đang ở thời hoàng kim nhờ sự đầu tư bài bản. Đau đớn hơn, điểm số duy nhất của Indonesia ở vòng loại lần này lại đến từ trận gặp chúng ta. Nếu lại thua Malaysia, ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho những điều này? Kể từ khi thầy Park đến Việt Nam, chúng ta đã mang về rất nhiều thành công lớn nhỏ từ khu vực cho đến châu lục. Trong khi đó thì Thái Lan lại đi xuống khi thất bại ở mọi giải đấu tham dự. Trong suốt 3 năm qua thì bóng đá Thái Lan chưa thắng nổi Việt Nam từ cấp độ U22 đến đội tuyển quốc gia. Người hâm mộ Thái Lan đang rất thất vọng, làn sóng đòi sa thải ông Nishino đã được đẩy lên cao trào. Thái Lan sẽ đá trận cuối cùng vòng loại World Cup với Malaysia vào ngày 15 tháng 6. Cùng thời điểm đó thì Việt Nam sẽ chạm trán UAE trong trận cầu quyết định ngôi vị nhất bảng G để giành vé trực tiếp vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2022. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin bóng đá hàng ngày của chúng tôi. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn nút chuông thông báo để là người nhận được tin mới nhất khi chúng tôi phát hành. Cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.